Xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay em sẽ test cho một bác khách. Bác khách này thì vừa xem video của bên em luôn và bác đặt mua luôn con này anh em nhé. Con này là con VM500 em nhé, rất là đẹp và bắt mic rất là tốt. Quân có thể chọn bài hát đi Quân, chọn bài hát đi. Bây giờ sẽ mở hộp và test luôn cho bác. Con này thì giá hiện tại đang rất là thấp anh em nhé, giá chỉ 1.800.000 đồng thôi. Đó, và test cho anh Nguyễn Trọng Vĩnh, anh ở Kon Tum anh em nhé. Đó, thì bác khách này thì xem video thấy kết quá thì bác lấy luôn. Thì Tuấn bóc ra và test luôn cho anh đi. Con này thì bên em cũng đã test qua rồi anh em nhé. Đó. Đây. Rất đẹp đúng không ạ? Hàng loại 1 anh em nhé. Đó, dâu của nó và tay mic có chống lăn, có sạc của nó và jack 6 ly. Đó, nói chung là đầy đủ phụ kiện cho anh em luôn. Đó. Rất đẹp luôn. Nói chung là một trong những cái bộ mic mà giá bình dân mà tiếng nó hay. VM500 anh em nhé. Đó. Cái tay mic của nó cũng rất là đẹp. Đây cho anh em xem. Rất là đẹp. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp anh em nhé. Và không để anh em chờ lâu nữa, bên em sẽ hát thử luôn cho anh em nghe. Với con mic này thì giá nó bình dân là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có tự ngắt anh em nhé. Lưu ý với anh em là con này nó có tự ngắt luôn. Có tự ngắt luôn anh em nhé. Đó, thì nó hay là cái là nó vừa rẻ như có chức năng tốt. Mà cái này còn dò cả sóng sạch nữa anh em nhé. Tuấn lắp bộ pin vào đi. Đó, thì ok, để thử cái tiếng mic của nó xem như nào. Cái tiếng mic. Đây, để xem. Rồi xem nó bắt con này. Nó đang mắc bắt ở bên này anh em nhé. Ví dụ để lệch tần số thì để lệch tần số này thì nó không bắt được đúng không anh em. Thì anh em ấn nút sen này. Đấy, nó sẽ hiện cái chữ là GI này. Và chúng ta đặt cái này vào đây. Đó, khi mà nó dò được thì nó sẽ hiện lên trên cái đây. Ok rồi. Đó, như thế là xong anh em nhé. Chỉ cần ấn nút sen này, xong đặt cái màn hình này vào cái chỗ y giờ là ok thôi. Rồi ok, Quân thử tiếng mic anh đi. 1 2 5 6 7 8 9. Tiếng mic ok. 1 2 5. Anh em nghe. Ok. 1 2 5 6 7 8 9. Ok. Đây em tắt cả súp luôn anh em nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng rất dày anh em nhé, rất dày âm. 6 7 8. Rất dày và bắt. Rồi ok, Quân chọn cho chạy đi, cho chạy bài nhạc đi. Đó, thì anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận nhá. 6 7 8 9. 1 2 5 6 7 8 9. Anh ở biên cương, lớn con sông Hồng chảy vào đất Việt. Ở nơi anh đầu nguồn con nước, lắng phù sa in bóng đôi bờ. Anh ở biên cương, biết rằng em lắm lòng tháng chờ. Cứ chiều ra sớm mà anh đứng lên ngày cùng bạn bè trên chốn anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong. Em ở phương xa nghe đài báo gió mùa đông vắng, em thương anh nơi chiến hào ngập dép mà em thương anh chiều lạnh đang đứng chiến sĩ biên thủy. Rồi ok. Em sẽ test cái tay mic còn lại anh em nhé. Em sẽ test cái tay mic còn lại cho anh em xem. Rồi cái Quân lắp vào cái tay mic còn lại đây và cho anh em xem. Tiếp tục test. Hello đi. 1 2 5 6 7 8 9. Ok chưa? Đi. Tiếng mic dày. 1 2 5 6 7 8 9. Đi. 6 7
8, 9. Ở cái con vang này thì em đang để chế độ mặc định anh em nhé. Tuấn thử cắm vào lên máy tính đi cho anh em xem là con này đang ở chế độ mặc định luôn. Đó anh em nhé. Em đang để con vang chế độ mặc định mà đó là 7, hay như này. 8, 9. Anh em hiểu. Không qua chỉnh sửa con vang luôn anh em nhé. Không qua chỉnh sửa con vang. Anh em đợi một chút thì em sẽ mở cho anh em xem là con vang này đang để ở cái chế độ như thế nào. Đó, đang để ở chế độ như nào. Đó. Đó. Cắm thử luôn. Thì nhiều anh em bảo là chỉnh vang nó thế này thế nọ đúng không? Nhưng con vang này em sẽ để 6789. Ok chưa? 1256789. Ok chưa? 1256789. Anh em có thể thấy là đang connect đúng không? Đấy, đang để tất cả xem phần output đi Tuấn. Tất cả để cân bằng hết anh em nhé. Đấy, output 1 cho đến tất cả output đi. Đấy. Anh em thấy chưa? Đang để tất cả cân bằng luôn. Rồi để input xem nào. Đấy, mic cũng để cân bằng, echo reverb để cân bằng hết. Đấy thì anh em có thể thấy không? Con vang để cân bằng mà nghe cái tiếng mic đã hay như thế này rồi anh em nhé. 1 2 5 6 7 8 9. Anh em thấy 1 2 5 6 7 8 9. Chưa cần điều chỉnh gì. 6 7. Sử dụng với cặp loa JBL 4012 chép neo anh em. 6 7 8 9. Nghe đã hay như này. 6 7 8 9. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp bên em nhé. Con này tiếng mic rất dày luôn. Giá tại là 1.8 bao ship luôn cho anh em nhé. Đó thì ok, cảm ơn bác khách cũng đã rất tin tưởng xem qua video là đã múc luôn rồi. Đấy, rồi ok, chào tất cả các bác nhé. Hẹn các bác những clip lần sau ạ.